này thì chúng ta có thể đăng nhập vào hệ thống CAAC của NVC và chúng ta đăng ký email với NVC để nhận các thông báo, các thông tin từ NVC gửi khi có thông báo về hồ sơ. Trước khi chúng ta bắt đầu đăng ký email với NVC thì chúng ta cùng tìm hiểu qua tại sao cần đăng ký email với NVC. Thì việc đăng ký email với trung tâm NVC rất cần thiết cho hồ sơ bảo lãnh. Thứ nhất là để tự theo dõi quá trình hồ sơ được xử lý. Thứ hai là để được NVC cập nhật tình hình hồ sơ, như là khi hồ sơ được mở đóng tiền và làm các bước, hoặc là khi hồ sơ hoàn thành. Thứ ba là có được thông tin hồ sơ song song với phía văn phòng luật sư hoặc là dịch vụ. Có nhiều cô chú và anh chị lo lắng là không biết việc đăng ký email này có ảnh hưởng đến hồ sơ hay không, nhất là khi hồ sơ có nhờ luật sư hoặc là văn phòng về dịch vụ, họ lo hồ sơ cho mình, thì Điệp xin trả lời, đó là việc đăng ký email này không hề ảnh hưởng gì tới hồ sơ. Trong thư của NVC gửi cũng có khuyến khích là đăng ký email để nhận thông tin. Người bảo lãnh, người được bảo lãnh, luật sư, văn phòng dịch vụ đều có quyền hạn như nhau trên hồ sơ. Một hồ sơ có thể thiết lập đăng ký email của cả ba người để cùng nhận thông tin. Thế nên là chúng ta là người bảo lãnh hoặc là người được bảo lãnh thì đều có quyền được đăng ký email cùng với luật sư và văn phòng bên dịch vụ. Bây giờ Điệp xin chia sẻ trước với mọi người qua hình ảnh trước việc đăng ký email này. Thì đầu tiên bước thứ nhất là chúng ta sẽ vào website của CAAC theo cái đường link này. Tiếp theo ở phía bên đây thì sẽ có hiện ra cái khung của ô case number, thì chúng ta sẽ nhập vào số case number, sau đó bấm continue. Qua bước thứ hai, cái bảng sign in này xuất hiện ra, thì trên đây chúng ta nhập lại cái mã số hồ sơ case number, phía dưới này invoice ID number. Cái ô thứ ba này chúng ta bấm vào cái dấu mũi tên chỉ xuống, thì ở đây nó sẽ hiện ra một cái bảng, thì thứ tự sẽ là người nộp đơn, luật sư, người bảo lãnh, và thứ tư là bên thứ ba. Thì thông thường thì chúng ta sẽ chọn chỗ thứ ba là người bảo lãnh, petitioner. Ở ô ở phía dưới này, chỗ này điền theo chữ số hiện ra, thì tùy theo lúc đó website nó hiện ra chữ số nào ở đây thì chúng ta sẽ nhập và chúng ta bấm tiếp continue. Sau khi bấm continue thì bước 3, như chỗ này cái thông tin hồ sơ của chúng ta sẽ hiện ra. Chúng ta sẽ thấy ở đây là có tên của đương đơn chính. Thông tin hồ sơ chúng ta sẽ thấy được những cái mã số, ngày priority đây, ngày ưu tiên. Ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy có cái chỗ contact information, email addresses. Chúng ta bấm vào cái chỗ edit. Sau khi bấm edit thì cái chỗ edit email addresses nó hiện ra một cái bảng. Thì ở đây thì sẽ có nhiều cái khung để chúng ta điền cái email vào. Email ở chỗ này, ở cái dòng đầu tiên là đương đơn chính. Dòng thứ hai, petitioner là người bảo lãnh. Ở thứ ba, chỗ này là bên thứ ba. Và ở phía dưới này là người đại diện hợp pháp. Thì chúng ta sẽ điền vào, một là ở phía đương đơn chính, hai là ngay chỗ người bảo lãnh. Chúng ta sẽ điền email của mình vô. Sau đó bấm submit. Sau khi chúng ta bấm submit, khi đó đã xong là đã hoàn thành việc đăng ký email với NVC. Bây giờ Điệp sẽ làm online cho mọi người xem. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ vào cái đường link này. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy cái website hiện ra. Ở đây thì NVC họ có báo là cái thời gian xử lý nó sẽ lâu hơn do một số cái vấn đề. Thì nếu như ở đây tiếng Anh, chúng ta muốn xem tiếng Việt thì chúng ta có thể bấm ở phía trên này, cái phần của Google nó có phần dịch tiếng Việt, chúng ta sẽ đọc tiếng Việt cũng dễ hơn. Chúng ta sẽ bấm tiếp tục ở đây. Cái bảng sign in hiện ra, chúng ta nhập case number vào. Sau đó bấm continue. Cái bảng sign in này sẽ hiện ra thì chúng ta sẽ nhập tiếp ở chỗ cái ô này là invoice ID number. Chỗ select one, chúng ta bấm vào cái mũi tên. Ở đây Điệp sẽ chọn là petitioner. Ở chỗ này, cái bảng này Điệp sẽ bấm nhập cái số ở phía trên hiện ra K9A.
B. 6. Sau đó bấm Continue. Và đây cái thông tin của cái hồ sơ đã hiện ra. Chúng ta sẽ xem ở bên này là có chỗ Edit của phần Email Expresses. Chúng ta bấm vào. Khi bấm vào thì cái bảng Edit Email Expresses hiện ra. Thì chúng ta sẽ nhập cái địa chỉ email vào. Và sau đó bấm Submit ở đây. Sau khi bấm Submit thì chúng ta sẽ quay trở lại cái trang Summary Information. Như vậy là xong. Chúng ta đã đăng ký thành công cái Email Expresses với NVC. Và có thông tin nào cập nhật cho cái hồ sơ của mình thì NVC họ sẽ báo qua email của chúng ta. Rất nhanh và rất đơn giản.